Không, vừa đứng đây vừa mới đi xong mà. Đi xong. Có tay nhỉ? Trả bao nhiêu? Dạ. Trả bao nhiêu? À, theo hôm kia anh bảo 6.000, bây giờ trả 5.000. Bây giờ trả 4.000. Bây giờ trả 5.000. Cái hồi đấy giờ bán 6.000. Vâng, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Rất vui hôm nay lại được chia sẻ cùng với các bạn về một thành phần của cây sen. Ở trong video, những video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn về công dụng của lá sen, hoa sen, quả sen. Quả sen thường gọi là hạt sen. Và bên trong hạt sen thì còn chứa một cái nhân. Trong video hôm nay thì xin chia sẻ với quý vị và các bạn về công dụng của cái nhân bên trong hạt sen. Trong mỗi hạt sen đều có nhân, hoặc còn gọi là nhị, hay còn gọi là tâm sen. Trong đông y thì tâm sen còn gọi là liên tâm hay là liên tử tâm. Đó là cái chồi mềm nằm ở phía bên trong hạt sen màu xanh xanh ạ. Gọi là tim sen ấy. Tâm sen có hai lá mầm dày, chồi mầm gồm 4 lá non gập vào phía bên trong. Vâng. Đã bao giờ bạn hỏi tại sao người ta lại lấy nó uống nước để làm gì chưa ạ? Và nó có vị như thế nào? Có tác dụng gì đối với sức khỏe của con người? Còn nữa, nó vị ngọt hay chua hay đắng? Nhưng thực sự với quý vị và các bạn, nó rất đắng, quá đắng luôn. Thế thì làm sao mà ăn được, uống được đúng không ạ? Vâng, tôi đã từng đặt rất nhiều câu hỏi, cũng có một số giải đáp. Nhưng là trước đây vì còn nhỏ nên không ghi nhớ được nhiều. Chỉ biết nhớ một điều đó là nó rất đắng, rất đắng. Vâng, và bố mẹ tôi trước đây thì hay, khi còn sống thì hay đun nước pha trà uống. Nhưng tôi cũng chưa biết là nó có ích gì, chỉ thấy bố mẹ nói rằng là nó ngủ dễ lắm. Uống vào đầu tiên thì đắng, nhưng sau thấy vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, rất là thơm, mùi hương sen rất thơm. Vậy tâm sen có tác dụng gì đối với sức khỏe con người ạ? Vâng, tâm sen là vị thuốc quý trong đông y, nhưng không phải ai cũng biết. Theo y học cổ truyền thì tâm sen có vị đắng, tính hàn, không độc, nên giúp an thần, quy kinh tâm. Được cho là có tác dụng thanh tâm giải nhiệt, trấn an thần, giữ cho tinh thần thư thái ạ. Và còn có tác dụng chữa mất ngủ, trừ nắng và giải nhiệt rất là hiệu quả. Tâm sen không chỉ giúp cho an thần mà tâm sen còn hỗ trợ điều trị rất nhiều các bệnh khác. Tâm sen giúp thanh nhiệt giải độc, trị an thần, ngoài ra thì còn ổn định nhịp tim nữa ạ. Vâng, bên cạnh đó, qua những nghiên cứu của y học hiện đại thì đã chứng minh tâm sen dùng để chữa các chứng bệnh như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, hay hồi hộp, hay đánh trống ngực, nhịp tim đập mạnh, nhanh, và còn có tác dụng phòng ngừa chứng rối loạn nhịp tim, tâm phế, thổ huyết, cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim nhờ khả năng làm giãn thành mạch máu. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng hạ huyết áp, cầm máu, giảm lượng tiêu thụ oxy của cơ, tim và cải thiện lưu lượng tuần hoàn của động mạch vành. Nó làm ức chế quá trình ngưng tập tiểu cầu và chống oxy hóa. Bên cạnh đó thì tâm sen còn có tác dụng làm giãn các thành mạch máu, cải thiện quá trình tuần hoàn động mạch vành, qua đó giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu cơ tim, ngăn ngừa đột quỵ rất là hiệu quả. Vâng, vậy dùng tâm sen như thế nào ạ? Một số những tác dụng và cách sử dụng tâm sen đối với từng bệnh. Thứ nhất đó là tác dụng của tâm sen. Tâm sen có tác dụng trị mất ngủ, giúp an thần. Từ lâu, tâm sen đã được ví như một thần dược có tác dụng an thần, mang đến một giấc ngủ sâu và ngon giấc cho những người mắc bệnh mất ngủ kinh niên. An thần, trị chứng mất ngủ kinh niên là một trong những điểm mạnh lớn nhất của tâm sen mà chúng ta đề cập đến. Trong tâm sen có chứa các thành phần hóa học có tác dụng trấn tĩnh và cải thiện giấc ngủ.
Ta có thể dùng tâm sen để pha trà, giống như pha trà xanh uống nước vậy ạ. Hãm tâm sen giống như hãm trà pha thì sẽ giúp cải thiện giấc ngủ rất là hiệu quả. Tác dụng thứ hai đó là tâm sen có tác dụng hỗ trợ điều trị ổn định nhịp tim, bệnh tăng huyết áp. Vâng, theo các nghiên cứu khoa học, tâm sen có tác dụng giúp làm giảm huyết áp và ổn định nhịp tim rất hiệu quả. Do đó, đối với những người bị cao huyết áp và tim đập nhanh hay hồi hộp thì sử dụng tâm sen. Đối với các trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng như sau ạ. Chúng ta lấy 8 gram tâm sen đã sao vàng. Sau đó ta rửa bình nước thật sạch, tráng bình nước bằng nước nóng đun sôi. Nước nóng ở nhiệt độ cao. Bước tiếp theo đó là ta cho tâm sen vào trong bình, rót nước nóng xâm xấp lên tâm sen. Ta lấy tay lắc bình qua, lắc qua lắc lại vài lần để tráng, giống như là hãm trà đấy ạ. Thao tác lắc qua lắc lại để tráng này, hãm này thì nó sẽ giúp cho trà tâm sen được ngon hơn. Sau đó thì khoảng độ 5 phút thì ta bắt đầu cho nước sôi, đổ cái nước đấy đi, cái nước vừa mới hãm đi, xong sau đó ta cho nước, rót từ từ nước sôi nóng vào đầy bình, ta để khoảng từ 5 đến 10 phút là có thể ta uống được. Và lưu ý là ta nên uống vào lúc trà còn nóng. Cái vị của nó, khi thưởng thức trà tâm sen thì vị của nó lúc đầu là cảm giác rất là đắng, đắng chát hơn cả vị trà mà ta thường uống nhiều. Nhưng sau đó thì khi đi vào đầu lưỡi, thì ở cái đầu lưỡi nó đọng lại, đó là cái vị ngọt ngọt, thơm, mùi thơm mát rất là dễ chịu. Và quý vị hãy đặc biệt cần lưu ý đó là tâm sen ta phải sao vàng để khử độc tính, chứ không được dùng tâm sen chưa sao. Dùng tâm sen chưa sao sẽ rất là không hiệu quả. Tác dụng thứ ba đó là tâm sen có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Tâm sen vì là có vị đắng, tính hàn nên giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Chúng ta có thể uống một cốc trà tâm sen sẽ giúp xua tan đi cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Bên cạnh đó thì những bạn hay bị rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, chúng ta nên sử dụng tâm sen thường xuyên sẽ rất là hiệu quả. Và chúng ta có thể sử dụng như sau để giải nhiệt, giải độc. Nguyên liệu chúng ta nên sử dụng đó là 100 g gạo tẻ, 5 g tâm sen. Tâm sen thì ta đem sao vàng để khử độc tính. Gạo tẻ thì ta đem rang vàng thơm lên, sau đó cho ta cho gạo và tâm sen vào trong nồi, đổ khoảng độ từ 1,5 đến 2 lít nước, ta ninh. Đến khi nồi cháo bắt đầu sôi thì ta cho mấy cục đường phèn vào, những cục đường phèn nhỏ thôi ạ, để dễ uống. Vì tâm sen nó có vị đắng, chính vì vậy mà ta nên cho đường phèn vào để dễ uống. Sau đó thì ta đun sôi nhỏ lửa, ta ninh nhừ. Khoảng từ thời gian khoảng độ 30 đến 40 phút rồi ta bắc ra, chắt lấy nước để uống. Cách dùng này thì chúng ta nên uống thay trà hàng ngày sẽ rất là hiệu quả. Tránh giải độc và giúp giải độc và thanh nhiệt mùa hè rất là tốt. Tác dụng thứ 4 đó là tâm sen có tác dụng giúp hỗ trợ điều trị bệnh bí tiểu. Vâng, với những bệnh nhân bị bí tiểu có thể sử dụng bài thuốc như sau để điều trị bệnh bí tiểu. Nguyên liệu chúng ta cần đó là 5 g cam thảo, 8 g tâm sen. Tâm sen bao giờ cũng là chính ở trong những bài thuốc này. Và chúng ta có thể làm các bước như sau. Thứ nhất đó là tâm sen cần được sao vàng để khử độc tính bên trong. Cam thảo thì ta đem rửa sạch. Sau đó đến bước 2 đó là ta cho tất cả số cờ tâm sen và cam thảo vào trong nồi nước, sau đó sắc thuốc, nồi sắc thuốc ấy ạ. Ta đổ khoảng độ 1,5 lít đến 2 lít, sau đó ta đun lửa nhỏ trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Số nước còn lại ta sẽ chắt ra để uống. Trong ngày, ta chia số nước đó thành nhiều lần, uống sau bữa ăn mỗi lần sau bữa ăn 30 phút. Tuy nhiên thì chúng ta không nên quá lạm dụng bài thuốc này để tránh gây hiện tượng hư hàn. Ta chỉ dùng khi mà bị bệnh,
bí tiểu thôi, còn không nên lạm dụng nó quá. Tác dụng thứ 4 đó là tâm sen có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh di tinh, mộng tinh, bệnh ù tai. Ngoài tác dụng trị an thần thì tâm sen còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ù tai, di tinh, mộng tinh rất là hiệu quả. Lý do vì sao mày bị ù tai thì có thể rằng là chúng ta đi nắng nóng nhiều hoặc chúng ta lao động nhiều thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, ù tai, hoa mắt hay là bị di tinh, mộng tinh. Thì dưới đây chúng ta sẽ sử dụng bài thuốc di tinh mộng tinh từ tâm sen mà chúng ta có thể sử dụng được. Nguyên liệu thì cần như sau: ta lấy 8 gram tâm sen, 20 gram thục địa, 20 gram đậu đen, 16 gram hạt sen, 12 quả dành dành, 16 gram khiếm thực và 10 gram hạt hoa hòe. Chúng ta sẽ làm đó là tâm sen và quả dành dành thì ta cho vào sao vàng đi để khử độc tính. Sau đó ta cho tất cả số thuốc trên vào trong nồi sắc thuốc. Ta đổ ngập nước khoảng độ 1,5 lít nước. Ta để đun nhỏ lửa trong 2 giờ đồng hồ. Số nước còn lại thì ta chắt lấy nước cốt để uống. Và ta chia làm 3 lần trong ngày uống sau khi ăn khoảng độ 60 phút. Ngoài việc mà dùng để làm trà, hãm trà hay là sắc thuốc uống thì tâm sen còn có thể nấu cháo, ăn giống giống như là nấu cháo bình thường, ta nấu cháo với đỗ xanh ạ. Sau đó thì ta cho một chút đường phèn vào ăn sẽ giúp cho giảm thanh nhiệt, an thần, giảm cảm giác mệt mỏi, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn, và giúp cải thiện được suy nhược, những người suy nhược, chóng mặt, huyết áp cao hay đau đầu hoặc là bị táo bón kéo dài thì sử dụng cái món cháo từ tâm sen này cũng rất là hiệu quả. Vâng ạ, tâm sen thì có tác dụng tốt như vậy, nó còn có tác dụng phụ không ạ? Có đấy ạ, bất kỳ một sản phẩm, một loại thực vật nào đều có tác dụng phụ. Thì sau khi mà sử dụng tâm sen để chữa bệnh mất ngủ hay là chữa một số bệnh, ví dụ như là tim đập nhanh hồi hộp, thì bản thân mình cũng thấy rằng là nó đã cải thiện được rất là nhiều, nó thật sự là có hiệu quả, cũng như hạn chế được những cái cảm giác mệt mỏi trong cơ thể mình sau những ngày làm việc thời tiết mùa hè nắng nóng này. Nhưng bên cạnh đó thì có một thời gian là mình uống tâm sen hơi nhiều một chút, chính vì vậy mà cảm giác mệt mỏi nó lại kéo dài, và cái chức năng sinh lý của mình, tức là cái tâm sen này nó lợi tiểu, chính vì vậy mà chúng ta không nên rằng là uống tâm sen vào buổi tối, bởi vì uống tâm sen vào buổi tối thì sẽ khiến cho chúng ta đi vệ sinh rất nhiều, đặc biệt là người cao tuổi. Chúng ta chỉ uống ở tầm khoảng độ từ 5 giờ chiều trở lại thôi, chứ không nên uống vào buổi tối. Và đối với những người bị huyết áp thấp ấy, như bản thân mình bị huyết áp thấp đây này, 100 trên 70 này, ngày trước còn có 100 trên 65, có thời điểm còn có 95 trên 6 trên 55 thôi. Chính vì vậy mà với những người bị huyết áp thấp ấy, thì chúng ta không nên sử dụng tâm sen, bởi vì là trong tâm sen nó có chứa alkaloid, chính vì vậy nó có tác dụng an thần, và ta sử dụng quá liều sẽ gây lên các triệu chứng như là vã mồ hôi này, hay là rối loạn tim mạch, hoặc là cái triệu chứng mà thấy rõ nhất đó là lạnh chân tay và bị tụt huyết áp. Đấy là với những người bị huyết áp thấp thì không nên sử dụng. Với những trường hợp không nên sử dụng tâm sen thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên hỏi ý kiến của bác sĩ, bởi vì rằng là nếu như mà chúng ta tự ý sử dụng cho mình thì cái hiệu quả của nó sẽ không được cao. Và cây sen thì nó là một dược liệu rất là quý với cả tất cả mọi người, tất cả các bộ phận của sen đều có công dụng chữa bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng cần cân nhắc kỹ lưỡng và
ai là người sử dụng được cái sản phẩm gì trong sen và sử dụng như thế nào để cho nó hiệu quả, thì rất mong quý vị và các bạn cùng lưu ý để mang lại được kết quả tốt cho sức khỏe của bản thân mình. Xin cảm ơn và Xin cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Hãy đừng quên bấm like và